Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về một thí nghiệm có thể làm chấn động tâm linh con người, thí nghiệm Milgram. Thí nghiệm Milgram là một thí nghiệm vạch trần nhân tính vô cùng nổi tiếng trong lịch sử, cho nên nội dung ngày hôm nay đối với tất cả mọi người mà nói thì đều vô cùng quan trọng. Thí nghiệm này là một nhóm thí nghiệm tâm lý do Stanley Milgram, nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Mỹ, giáo sư trường đại học Yale, thiết kế vào những năm 1960. Lúc đó, ông ấy thiết kế ra thí nghiệm này là có một mục đích vô cùng đặc biệt. Tại thời điểm đó, tòa án quốc tế đang xét xử tội phạm chiến tranh Thế chiến II. Mọi người đều biết trong Thế chiến II, Đức Quốc xã đã phạm tội ác không thể tha thứ đối với người Do Thái. Những người thực thi hành vi bạo hành này đều là quân nhân Đức Quốc xã. Đương nhiên là họ nhận mệnh lệnh của cấp trên nên mới làm như vậy. Cho nên trong việc xét xử tội phạm chiến tranh Thế chiến II, những kẻ như quan chức quân đội cấp cao của Đức Quốc xã bị trừng phạt bằng cái chết thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là thuộc hạ của những tên quan chức quân đội cấp cao này, trên thực tế thì họ là những người thực thi hành vi bạo lực. Vậy họ rốt cuộc là có tội hay không? Tại sao họ lại chấp hành mệnh lệnh tàn bạo vô nhân đạo đến như vậy? Nói một cách khác thì họ có phải là hung thủ của những trận đại thảm sát này không? Thực ra thí nghiệm Milgram này là dùng để thử xem con người khi đứng trước mệnh lệnh phản bội lương tri, phản bội nhân tính mà nhà cầm quyền đưa ra, thì sức đề kháng mà nhân tính có thể phát huy được rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Thí nghiệm này được thiết kế rất tài tình. Trước tiên, Milgram đã đăng một quảng cáo tuyển người, nói là Đại học Yale chúng tôi chuẩn bị làm một nghiên cứu xã hội, nên cần chiêu mộ một số tình nguyện viên để tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Ai cũng có thể tham gia, thời gian kéo dài khoảng 1 tiếng. Chúng tôi sẽ trả cho mỗi tình nguyện viên chi phí là 4,5 đô. Và thời điểm đó thì 4,5 đô tương đương với khoảng 20-30 đô hiện nay. Giả sử như bạn nhìn thấy quảng cáo này và bạn quyết định đến Đại học Yale để tham gia, lúc này sẽ có một người đưa bạn xuống một phòng thí nghiệm ngầm. Trong phòng thí nghiệm này, bạn sẽ gặp một người mặc áo blue trắng, chính là nhân viên thí nghiệm. Còn có một người khác cũng giống như bạn, có vẻ như cũng là một tình nguyện viên. Lúc này thì người mặc áo blue trắng sẽ bắt đầu giải thích với hai người bọn họ. Thí nghiệm này của chúng tôi là cần làm như thế nào? Nhân viên thí nghiệm nói, thí nghiệm này của chúng tôi là thí nghiệm liên quan đến ảnh hưởng của hình phạt thể xác đến kết quả học tập của sinh viên. Hai người cần rút thăm, một người sẽ là giáo viên, còn một người sẽ là sinh viên. Rất may mắn, bạn đã rút được lá thăm giáo viên, còn người kia phải là sinh viên rồi. Tiếp theo đó, giáo viên và sinh viên mỗi người sẽ bước vào một căn phòng. Giữa hai căn phòng có một bức tường ngăn mỏng. Nhân viên thí nghiệm sẽ bước vào phòng của giáo viên và ngồi ở phía sau giáo viên. Trong phòng của giáo viên thì có một cỗ máy. Cỗ máy này nối một sợi dây điện, nối đến trên người của sinh viên ngồi ở phòng bên cạnh. Và rồi nhân viên thí nghiệm nói với giáo viên, trên cỗ máy này có 30 nút. Mỗi nút sẽ đối ứng với một điện áp từ 45 V đến 450 V. Sau khi ấn vào mỗi nút thì cỗ máy sẽ phóng ra một dòng điện và gây giật điện người sinh viên ở phòng bên cạnh. Và rồi giáo viên sẽ cầm một tờ giấy. Trên giấy có hai nhóm từ, ví dụ các nhóm từ như Blue Girl, Nice Day, Fat Neck. Tiếp theo thì giáo viên phải đọc từng nhóm từ cho người sinh viên ở phòng bên cạnh nghe để cho họ ghi nhớ. Đợi sinh viên đều ghi nhớ cả rồi, giáo viên lại lấy ra một tờ đề bài thi và thông qua đây để kiểm tra sinh viên. Phương thức thi cũng vô cùng đơn giản. Giáo viên sẽ đọc một từ đơn và rồi đưa ra 4 lựa chọn. Sinh viên phải chọn ra một từ đơn khác mà ban đầu cùng nhóm với từ đơn này. Ví dụ, khi giáo viên nói blue, vậy thì sinh viên cần phải lựa chọn girl. Nếu như chọn từ khác thì là sai. Khi sinh viên trả lời sai hoặc là không trả lời được, thì giáo viên phải ấn nút trên cỗ máy giật điện để trừng phạt sinh viên. Nút đầu tiên bên trái là 45 V. Mỗi khi sinh viên trả lời sai một câu, thì giáo viên sẽ ấn nút tiếp theo bên cạnh, cũng tức là điện giật sẽ ngày càng mạnh. Mọi người đều biết, điện áp cao nhất trong nhà cũng khoảng 240 V. 450 V là điện áp đã đủ để gây chết người rồi. Thế nhưng mọi người yên tâm, trong thí nghiệm này vốn không có ai bị giật điện thật. Bởi vì trong thí nghiệm thì nhân viên thí nghiệm và sinh viên đều là diễn viên đóng giả. Đối tượng được kiểm tra thực tế trong thí nghiệm này chính là giáo viên. Cho nên tất cả mọi tình nguyện viên được chiêu mộ đến đều sẽ rút phải lá thăm trở thành giáo viên. Mỗi khi giáo viên ấn nút kích điện thì người diễn viên đóng vai sinh viên ở phòng bên cạnh sẽ dựa theo điện áp khác nhau mà biểu diễn ra các loại âm thanh khác nhau. Lúc mới đầu điện áp còn thấp thì có thể lẩm bẩm một câu. Điện áp lên cao rồi thì sẽ kêu lên một tiếng, cao lên nữa thì sẽ thét lên, lên cao nữa có thể anh ta sẽ đập tường, và nếu tiếp tục cao lên nữa có thể anh ta sẽ từ chối trả lời câu hỏi, hoặc cao hơn nữa thì sẽ không còn phản ứng gì nữa. Còn người diễn viên đóng vai nhân viên thí nghiệm, tác dụng của họ chính là đốc thúc giáo viên hoàn thành thí nghiệm. Tức là khi giáo viên nghe thấy tiếng thét của sinh viên thì có thể anh ta sẽ muốn dừng thí nghiệm lại, và thế là người nhân viên thí nghiệm này sẽ phụ trách đốc thúc anh ta. Và tổng cộng có 4 câu để đốc thúc. Câu thứ nhất, xin mời tiếp tục. Câu thứ hai, thí nghiệm này cần anh làm tiếp, xin mời tiếp tục. Câu thứ ba, nhất định phải tiếp tục. Câu thứ tư, anh không có lựa chọn, anh nhất định phải tiếp tục. Mỗi khi giáo viên muốn dừng thí nghiệm, người nhân viên thí nghiệm sẽ nói 4 câu này theo thứ tự. Cũng có nghĩa là
nếu giáo viên có 5 lần muốn dừng thí nghiệm lại, thì thí nghiệm này sẽ thực sự được dừng lại. Vậy thì nói đến đây, chắc mọi người cũng đã hiểu, đây là một thí nghiệm quan sát con người. Mục đích là muốn xem khi một người bình thường thực hiện trừng phạt thể xác đối với một người mà mình hoàn toàn không quen biết và không phạm bất cứ lỗi lầm gì, thì rốt cuộc họ có thể làm đến mức độ như thế nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói thẳng đến kết quả của thí nghiệm. Lần thực nghiệm này, tổng cộng đã kiểm tra 40 người, cũng tức là 40 giáo viên. Tất cả đều đã nghe theo sắp xếp của nhân viên thí nghiệm, thực hiện kích điện đối với sinh viên ở phòng bên cạnh. Nói một cách khác, không có một giáo viên nào nghe xong hướng dẫn mà nói rằng, không được, tôi không làm việc này. Tất cả mọi người ít nhất thì sẽ ấn nút phạt đầu tiên. Kinh ngạc hơn nữa là có 2/3 số người cuối cùng đã ấn nút điện cao nhất 450V. Liệu có phải là do họ không biết hành vi này sẽ gây ra chết người không? Về điều này thì chút nữa chúng ta sẽ nói nhé. Vậy một quá trình điển hình của thí nghiệm này sẽ là như thế nào? Đó là khi giáo viên nghe thấy sinh viên kêu lên, thì anh ta sẽ hỏi nhân viên thí nghiệm, tôi có cần tiếp tục không? Hình như cậu ta khá đau đấy. Nhân viên thí nghiệm sẽ nói, hãy tiếp tục. Anh ta do dự, và rồi tiếp tục hỏi, rồi lại tiếp tục ấn. Khi sinh viên tiếp tục kêu thét, anh ta lại bắt đầu do dự, thực sự tôi phải tiếp tục sao? Lúc này thì người nhân viên thí nghiệm sẽ nói ra câu thứ hai, thí nghiệm này cần anh phải làm như vậy, xin hãy tiếp tục. Anh ta lại bắt đầu do dự, và rồi có thể tiếp tục nghi ngờ hỏi thêm mấy câu nữa, tôi có cần tiếp tục không? Ví dụ khi có người bắt đầu cào tường hoặc đập bàn, lúc này thì anh ta cảm thấy hơi sợ rồi. Thế nhưng chỉ cần nhân viên thí nghiệm nói xin hãy tiếp tục thì anh ta cũng sẽ thực sự tiếp tục. Hơn nữa đa số tình hình là khi giáo viên hỏi 2 đến 3 lần tôi có cần tiếp tục không mà nhân viên thí nghiệm đều nói xin hãy tiếp tục thì giáo viên sẽ không có hỏi tiếp nữa. Và tiếp theo đó là ấn kích điện liên tiếp cho đến nút cuối cùng. Như tôi đã nói, có 2/3 giáo viên cuối cùng đã ấn nút điện cao nhất 450V và chỉ có 1/3 giáo viên là có thể dừng lại ở giữa chừng. Cũng tức là anh ta liên tục do dự và nghi ngờ, rồi hỏi đi hỏi lại có cần tiếp tục không quá 5 lần và thí nghiệm đã được dừng lại. Thực ra trước khi làm thí nghiệm này, Milgram đã đặc biệt thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát đối với một số giáo viên và sinh viên tại Đại học Yale. Chúng tôi dự định làm một thí nghiệm như thế này. Bạn cho rằng có bao nhiêu người sẽ giật điện sinh viên, hơn nữa sẽ ấn nút điện áp cuối cùng 450V. Không một ai trong số những người được khảo sát cho rằng sẽ có người ấn vào nút cuối cùng. Nhưng mà trên thực tế thì có tới 2/3 người đã thực sự ấn vào nút cuối cùng này. Và sau khi Milgram đem kết quả của thí nghiệm này công khai trong ngành thì đã dẫn đến một phản ứng cực lớn. Rất nhiều nhà tâm lý học và xã hội học đều khó lòng tiếp nhận được kết quả này. Họ cho rằng bản thân mình chắc chắn sẽ không thể nào làm ra việc như vậy được. Tức là họ chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ ấn vào nút cuối cùng đó. Vì vậy rất nhiều người đã sinh ra nghi ngờ quá trình diễn ra thí nghiệm này. Họ nghi ngờ rằng liệu nhân viên thí nghiệm có thật là đã nói rõ về cây giật điện là như thế nào, hoặc người giật điện là ai hay chưa. Và vì để xóa tan những nghi ngờ này, sau đó có một số nhà tâm lý học đã mô phỏng lại thí nghiệm này và lại còn làm rất nhiều lần. Họ đều chắc chắn rằng trước khi thí nghiệm được bắt đầu, nhân viên thí nghiệm đã nói chi tiết cho giáo viên biết điện giật là sẽ như thế nào. Nói cho họ biết rằng điện giật sẽ rất đau, nhưng sẽ không để lại bất cứ di chứng nào hoặc cũng sẽ không gây ra chết người. Và rồi để cho giáo viên được tận mắt nhìn thấy sinh viên bị gắn lên những tấm điện, để đảm bảo chắc chắn là họ sẽ hiểu, tôi mà ấn nút thì sẽ giật điện người này đấy. Ngoài ra trong những thí nghiệm về sau đó còn được thêm vào một số thay đổi. Đó là họ để sinh viên nói, ôi không được, tôi bị bệnh tim, tôi không chịu được rồi, tôi phải rút khỏi thí nghiệm thôi. Những gợi ý này của sinh viên đã nói cho giáo viên một cách rõ ràng rằng anh ta không thể thực hiện thí nghiệm này được. Thế nhưng kết quả thì sao? Nó hoàn toàn y hệt như lần thí nghiệm đầu tiên. Có 61-67% người đều ấn đến nút cuối cùng. Kết quả của thí nghiệm hoàn toàn không xảy ra bất cứ thay đổi nào cả. Có nghĩa là cho dù sinh viên có kêu lên, ôi không được, tôi có bệnh tim, tôi không chịu được nữa rồi, người giáo viên này bèn hỏi qua nhân viên thí nghiệm, tôi có cần tiếp tục không? Và chỉ cần nhân viên thí nghiệm này nói tiếp tục thì anh ta cũng sẽ tiếp tục. Vậy kết quả thí nghiệm như thế này thì rốt cuộc là nên hiểu như thế nào đây? Milgram cho rằng phía sâu thẳm trong nội tâm của con người có ẩn sâu một loại tâm lý phục tùng quyền lực quyền uy. Bạn sẽ vô thức phục tùng quyền uy và phục tùng mệnh lệnh. Ông ấy tin chắc là tất cả những người tham gia thí nghiệm đều biết việc mà mình làm là phản bội lương tri. Cả quá trình thí nghiệm của họ là đầy do dự, đầy đau khổ và đầy mâu thuẫn. Cho nên họ mới liên tục hỏi nhân viên thí nghiệm là có cần tiếp tục hay không. Nhưng chỉ cần một khi nhân viên thí nghiệm biểu thị với họ rằng hoàn thành thí nghiệm là nghĩa vụ của anh, thì phần lớn người tham gia đều không thể kháng cự lại yêu cầu này và sẽ thực hiện thí nghiệm đến cùng. Tất nhiên sẽ có người sinh ra nghi vấn, đó là con người thực sự đang phục tùng quyền uy sao? Bởi vì người nhân viên thí nghiệm này nhìn thì cũng chẳng có mấy uy quyền. Nếu như tôi không phục tùng anh ta thì cũng có sao đâu. Vậy có phải là khi con người đang ở trong lúc rất rối bời, khi họ không thể tự mình ra quyết định thì sẽ sẵn sàng tin theo người khác? Tức là bất kể là ai đưa ra cho anh ta một ý kiến gì thì anh ta cũng đều sẽ nghe theo.
Và vì để xác nhận điểm này, họ lại thay đổi thí nghiệm một chút. Lần này thì họ đã làm như sau. Khi giáo viên ấn nút kích điện, sinh viên sẽ kêu lên một tiếng. Và rồi giáo viên hỏi, tôi có cần tiếp tục không? Lúc này thì nhân viên thí nghiệm hơi do dự một chút. Hay là không cần tiếp tục nữa chứ? Và sinh viên sẽ nói một câu, không sao, tôi có thể tiếp tục. Thế nhưng kết quả là giáo viên đã quyết định không tiếp tục nữa. Vậy nên từ đây có thể chắc chắn một điều rằng, thực sự ảnh hưởng đến phán đoán của giáo viên chính là quyền uy, chứ không phải là ý kiến của bên nào khác. Ý kiến của người bị hại không quan trọng, chỉ có ý kiến của uy quyền mới là quan trọng. Điều này cũng đã chứng minh phán đoán của giáo viên dường như hoàn toàn là do uy quyền khống chế. Người có uy quyền bảo giáo viên tiếp tục thì giáo viên sẽ tiếp tục, còn người có uy quyền bảo giáo viên dừng lại thì giáo viên liền dừng lại. Cũng tức là phản ứng của người bị hại hoàn toàn không quan trọng. Sinh viên có phản ứng như thế nào thì cũng không quan trọng. Vậy là giáo viên đã hoàn toàn bị uy quyền khống chế, cho nên tiếp theo họ lại thay đổi thí nghiệm này một chút. Lần này thì thay vì chỉ có một, họ đã thiết kế thành hai người có quyền uy, cũng tức là có hai nhân viên thí nghiệm đều cùng ở trong phòng. Khi giáo viên hỏi có cần tiếp tục không, lúc này một người sẽ nói xin mời anh hãy tiếp tục, còn một người khác thì nói đợi chút, tôi nghĩ thí nghiệm này là không nên thực hiện nữa. Và tiếp theo thì hai người quyền uy này xảy ra cãi vã. Vậy bạn nghĩ lúc này giáo viên sẽ tiếp tục hay là sẽ dừng lại đây? Thực tế thì giáo viên sẽ không nói gì, và rồi chỉ dán mắt và nhìn hai người này cãi nhau. Họ cho rằng giáo viên lúc này là đang ra sức phân biệt xem trong hai nhà cầm quyền này thì quyền lực của ai cao hơn. Khi người có quyền cao hơn nói tiếp tục thì anh ta sẽ tiếp tục. Và ngược lại, khi người có quyền cao hơn nói dừng thì anh ta sẽ dừng. Còn nếu hai người này không phân được thắng thua thì lúc này giáo viên mới dừng lại và thuận theo suy nghĩ của bản thân. Những kết quả của thí nghiệm trên đây đã chứng minh được một tình trạng, đó là ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của con người có tồn tại một loại tâm lý phục tùng quyền uy. Hơn nữa, cấp độ ưu tiên của loại tâm lý phục tùng này lại cực kỳ cao. Nó cao hơn phán đoán của chính bạn, cao hơn lương tri của bạn, thậm chí còn có thể cao hơn cả luân lý đạo đức. Ngoài ra, Mike Graham cho rằng loại tâm lý phục tùng quyền lực này vốn không đến từ sự sợ hãi đối với quyền lực, bởi vì nhân viên thí nghiệm là vô hại, giáo viên có muốn dừng thí nghiệm thì cũng không có lấy mạng của họ, họ cũng không bị tổn thất bất cứ thứ gì, thế nhưng giáo viên vẫn sẽ tiến hành đến cùng. Vậy thì loại tâm lý phục tùng quyền lực này rốt cuộc là có ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Như mọi người biết, trong xã hội con người thì đâu đâu cũng đều có hệ thống quyền lực. Mỗi người chúng ta thực ra đều đóng một vai trò trong một thể hệ quyền lực nào đó. Hơn nữa, trong phần lớn trường hợp, chúng ta vốn không phải thuộc bên nắm quyền trong hệ thống quyền lực này, mà là bên thầy giáo hoặc là sinh viên. Có nghĩa hoặc là chúng ta là người bị chi phối, hoặc chính là người bị hại. Cho nên rất có thể bản thân chúng ta trong vô thức đã bắt đầu phục tùng một số việc trái với lương tâm hoặc trái với ý nguyện của chính mình. Tất nhiên, hệ thống xã hội nhân loại chúng ta chính là được hình thành như vậy. Cho nên tâm lý phục tùng quyền uy này mà dùng đúng thì sẽ có tác dụng, xã hội sẽ tiến bộ. Nhưng nếu mà dùng không tốt thì nó chính là một công cụ rất đáng sợ. Nó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều trở thành ác quỷ. Cho nên cái mà mọi người sợ vốn không phải là loại tâm lý này, mà là kết quả của việc loại tâm lý này bị lợi dụng. Hơn nữa, kết quả của thí nghiệm này còn có thể rút ra được một suy luận vô cùng đáng sợ. Đó là quyền uy có thể còn to hơn cả lương tri. Cho nên đối với một đoàn thể mà nói, quyền uy là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ khởi tác dụng mang tính quyết định. Vậy thì rốt cuộc là điều gì đã sinh ra loại tâm lý phục tùng này của con người? Sau này trong sách của mình, Mike Graham có thực hiện một phân tích rất chi tiết đối với tâm lý phục tùng quyền uy. Ông ấy nói rằng tất cả các đối tượng thí nghiệm đều đã bước vào một loại trạng thái gọi là trạng thái người đại diện. Con người khi ở dưới trạng thái người đại diện này, cho dù họ có nghi ngờ hay có kháng cự với hành vi của chính mình, thế nhưng cuối cùng họ cũng vẫn sẽ tiếp tục chấp hành. Vậy thì như thế nào gọi là trạng thái người đại diện? Đó là khi con người cho rằng mình chính là người đại diện của bên cầm quyền. Ở trong loại trạng thái này thì con người sẽ dừng suy xét, ví dụ thí nghiệm này chính là như vậy. Nhân viên thí nghiệm của trường đại học Yale nói với bạn, chúng ta cần phải tiến hành thí nghiệm này là rất có ý nghĩa. Lúc này thì bạn liền bắt đầu bước vào trạng thái người đại diện rồi, bởi vì bạn cho rằng đối phương là quyền uy và việc mà bạn làm là thực sự có ý nghĩa. Kết quả là trong khi làm thí nghiệm, cho dù bạn có cảm thấy giật điện người khác là không tốt, và bạn cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người khác, nhưng bạn sẽ cho rằng mình chỉ là một thành viên của bên làm thí nghiệm. Công việc của bạn chính là hoàn thành thí nghiệm này. Do đó bạn đã từ bỏ suy nghĩ của bản thân. Con người sau khi bước vào trạng thái người đại diện thì sẽ xảy ra một số thay đổi. Trước tiên, cảm quan của họ sẽ xảy ra thay đổi. Họ sẽ cảm thấy giọng nói của người bên phía cầm quyền là lớn hơn, còn giọng nói của người không có quyền thì nhỏ hơn, thậm chí là không còn nghe thấy gì cả. Cho nên có khả năng là giáo viên không còn nghe thấy tiếng kêu của sinh viên nữa. Ngoài ra, người đại diện sẽ mất đi tinh thần trách nhiệm nhất định đối với hành vi của mình và sẽ giữ lại tinh thần trách nhiệm đối với sứ mệnh hoàn thành thí nghiệm. Hơn nữa, đáng sợ nhất là Mike Graham cho rằng con người một khi rơi vào trạng thái người đại diện thì sẽ rất khó để có thể thoát được ra ngoài.
Hiện tượng một khi đã bước vào thì rất khó để tự thoát ra này có liên quan đến một hiện tượng tâm lý khác gọi là tâm lý phòng vệ. Có nghĩa là con người một khi đã làm việc không thể cứu vãn được thì họ sẽ bắt đầu chính đáng hóa hành vi của chính mình. Ví dụ khi giáo viên ấn nút cũng có nghĩa là giật điện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn lại được. Vì thế trong lòng giáo viên liền bắt đầu chính đáng hóa hành vi của chính mình. Giáo viên bắt đầu cho rằng mình làm như vậy là đúng, là nên làm như vậy. Hơn nữa việc mà họ làm còn có ý nghĩa nữa. Cho nên tất cả những hành vi tiếp sau đó đều sẽ là lấy lý do chính đáng hóa này để tiếp tục thực hiện. Kiểu chính đáng hóa hành vi của chính mình này còn sinh ra một tác dụng phụ về tâm lý. Đó là giáo viên bắt đầu cho rằng sinh viên là sai. Sinh viên bị kích điện là vì đã phạm lỗi, đã trả lời sai, là đáng. Tức là việc chính đáng hóa hành vi của bản thân và ma quỷ hóa, phi chính đáng hóa đối phương được thực hiện đồng thời. Đây quả là một loại trạng thái tâm lý vô cùng đáng sợ. Loại hiện tượng tâm lý này ở trong cuộc sống hiện thực của chúng ta cũng có rất nhiều. Rất nhiều tổ chức tội phạm, lừa đảo tập thể hay là đa cấp biến tướng chính là lợi dụng loại tâm lý này để khống chế những người bên dưới. Họ tóm lấy mấy chục mấy trăm người, phần lớn đều chỉ là dân thường. Trong đó có thể chỉ có một kẻ là tội phạm lừa đảo thực sự. Và tất cả mọi người đều là do sự tồn tại của uy quyền mà bị khống chế. Họ đã bắt đầu chính đáng hóa việc mình làm rồi nên sẽ không cho là mình đang phạm tội. Và thực ra trong môi trường doanh nghiệp bình thường cũng tồn tại loại hiện tượng tâm lý này. Ví dụ trong công ty, nếu có một người lãnh đạo cực kỳ nghiêm khắc hoặc cực kỳ lớn tiếng, thì về cơ bản là những người ở phía bên dưới người lãnh đạo này có thể ngày đêm tăng ca làm việc mà không một câu oán trách. Hơn nữa, những người này còn cực kỳ sùng bái lãnh đạo, cho rằng người lãnh đạo này là có năng lực. Người lãnh đạo này mà bắt nạt ai, thì những người này đều sẽ hùa vào để bắt nạt người đó. Thực ra đây cũng chính là lý do tại sao mà trong rất nhiều đoàn thể, cứ là người nói lớn hoặc là rất hống hách, thì thông thường sẽ có thể trở thành thủ lĩnh của đoàn thể đó. Bởi vì anh ta biểu hiện ra là mình rất có uy quyền. Và khi mà người ta đã nhận định là anh ta có quyền, thì lúc này họ lập tức bước vào trạng thái người đại diện. Tức là tất cả mọi việc sẽ đều do anh quyết định, tôi chỉ thực thi là được rồi. Cho nên trong công ty, nếu lãnh đạo của bạn là người như thế này, thì bạn sẽ dần dần không còn nghe thấy tiếng nói của những người khác nữa, mà chỉ còn nghe được tiếng của người lãnh đạo này mà thôi. Hơn nữa anh ta bảo bạn làm gì thì bạn liền làm đó. Anh ta bảo bạn tăng ca thì bạn liền tăng ca, và bạn đều không cần phải hỏi lý do. Sự việc này nhìn bề mặt có vẻ là một việc tốt đối với công ty đúng không? Bởi vì mọi người đều đang tăng ca, rất nhiều người đều đang nghe lời. Nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Bởi lẽ tất cả những người bước vào trạng thái đại diện thì không hề có tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình. Anh ta hoàn thành công việc vốn không phải để hoàn thành công việc, mà là vì để lãnh đạo không nổi nóng. Cho nên chỉ cần lãnh đạo không nổi nóng thì anh ta liền cho rằng công việc của mình là đã hoàn thành rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ nói một chút làm thế nào để có thể thoát khỏi được loại trạng thái này, hoặc để không bị bước vào trạng thái người đại diện. Bước vào trạng thái người đại diện thực ra có hai bước. Bước thứ nhất là bạn nhận định đối phương là quyền uy. Bước thứ hai đó là bạn nhận định mệnh lệnh mà đối phương đưa ra là có ý nghĩa. Lúc này thì bạn mới bước vào trạng thái người đại diện. Và bây giờ chúng ta cần chất vấn nhà cầm quyền. Giống như trong thí nghiệm này, có 1/3 số người là không bước vào trạng thái người đại diện. Hoặc là sau khi bước vào loại trạng thái này thì họ lập tức ý thức được rằng 220V trở lên là có thể dồn người khác vào chỗ chết. Tôi không nên thực hiện mệnh lệnh này. Đây chính là mấu chốt. Họ đã chất vấn mệnh lệnh mà nhà cầm quyền đưa ra là có đúng hay không. Và cũng như vậy, đối với chúng ta cũng thế. Ở trong công ty hay trong trường học thì chúng ta là nên phục tùng, bởi vì bản tính của chúng ta là cần như vậy. Tuy nhiên khi yêu cầu này không hợp lý thì chúng ta cũng nên đưa ra chất vấn thích đáng. Đặc biệt là nếu yêu cầu này đi ngược lại với lương tâm hoặc đi ngược lại với đạo đức, mệnh lệnh này hoàn toàn không cần phải chấp hành. Năm 1961, Tòa án Jerusalem công khai thẩm vấn một tội phạm Nazi tên là Adolf Eichmann. Ông ta bị buộc tội đã sát hại hàng triệu người Do Thái trong thời gian điều hành trại tập trung của Đức Quốc xã. Toàn bộ quá trình thẩm phán được truyền hình trực tiếp. Trong phiên xét xử tại tòa án, có sự góp mặt đông đủ của hơn 500 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới tới. Và hàng triệu người ngồi trước màn hình TV xem truyền hình trực tiếp. Mọi người đều muốn xem bộ mặt ác quỷ của tên sĩ quan cao cấp Đức Quốc xã phạm tội ác đáng sợ trông như thế nào. Nhưng khi anh ta xuất hiện trên băng ghế xét xử, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Một người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, trông giống một nhân viên ngân hàng hơn là một tên đồ tể hung tợn. Người ta rất khó có thể liên tưởng hắn với hình ảnh kẻ tội phạm cực kỳ hung ác và nguy hiểm. Khi mọi ánh mắt phẫn nộ của mọi người tập trung vào tên tội phạm Nazi này, Eichmann mở lời, và câu đầu tiên của hắn đã khiến mọi người càng thêm phần tức giận. Hắn cho biết, chẳng qua bản thân chỉ làm theo mệnh lệnh, đó đều là những nhiệm vụ cấp trên giao xuống. Trong suốt quá trình thẩm vấn kéo dài 8 tháng, Eichmann luôn khăng khăng rằng những tội ác xảy ra trong trại tập trung không có quan hệ trực tiếp với hắn, và lặp đi lặp lại một câu, tôi chỉ là phụng mệnh hành sự.
Tuy nhiên, những lời giải thích của Eichmann không có tác dụng và cuối cùng tòa án vẫn phán quyết án tử hình đối với hắn. Nhưng chính câu nói lặp đi lặp lại, tôi chỉ là phụng mệnh hành sự này của Eichmann, đã thu hút sự chú ý của nhà tâm lý học Stanley Milgram. Bởi vì Hannah Arendt, nhà văn viết về phiên tòa, đã mô tả Eichmann thế này: ông ta không phải là một phần tử cuồng tín, mà là một người cực kỳ bình thường trong số những người bình thường. Thiếu năng lực biểu đạt, thiếu năng lực tư duy. Vậy làm sao một người phổ thông trông có vẻ không có chủ kiến như vậy lại từng bước đi trên con đường của ác quỷ? Nhà văn Arendt bình luận rằng, bất cứ ai nếu vứt bỏ năng lực phán xét thiện ác đúng sai của bản thân mình để phục tùng quyền uy, thì những người bình thường nhất cũng có thể bị dẫn đến những tội ác cực đoan nhất. Milgram hoàn toàn tán đồng quan điểm này, và đây cũng chính là lý do vì sao ông đã quyết định thiết kế một thí nghiệm tâm lý về sự phục tùng quyền uy mà chúng ta vừa nói ở trên. Thí nghiệm này nhận được tài trợ hơn 400.000 đô của chính phủ Mỹ. Milgram rất vui mừng. Tuy nhiên, ông không lường được kết cục của thí nghiệm này, và sau đó chính phủ Mỹ đã phải rất hối hận vì tài trợ cho nó. Tại sao vậy? Bởi vì vào những năm 60-70 của cao trào chiến tranh lạnh, chính phủ Mỹ trực tiếp thực thi và hỗ trợ kinh phí cho rất nhiều các nghiên cứu tâm lý học, với mục đích muốn hiểu rõ nếu xảy ra tình huống cực kỳ thảm khốc, ví như chiến tranh hạt nhân, xã hội nước Mỹ liệu có sức chịu đựng tâm lý mạnh tới mức độ nào, con người sẽ có phản ứng như thế nào trước các tai nạn. Điều này có ảnh hưởng tới chính sách tạm thời của chính phủ và chiến lược tuyên truyền. Kết quả của thí nghiệm của Milgram là một đòn giáng mạnh vào chính phủ Mỹ. Nó đã nêu rõ thực tế rằng người Mỹ lớn lên trong sự tiếp nhận giáo dục dân chủ tự do lại không hề kiên cường hơn và càng không có cảm giác đạo đức mạnh mẽ hơn. Trước áp lực của quyền uy, họ cũng rất dễ làm trái lương tâm. Những người Mỹ tự cho rằng rất có chính nghĩa, nhưng so với người Đức trong thời Thế chiến II, họ không khác nhau về bản chất. Thí nghiệm tâm lý học này khiến nhiều người cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không nên quên rằng có khoảng hơn 10% số người tham gia thí nghiệm lựa chọn kết thúc thí nghiệm. Và những người này phần lớn đều là những người có tín ngưỡng tôn giáo kiên định. Ý nghĩa chân thực của thí nghiệm chính là ở đây. Nó đã tiết lộ rằng chỉ có dựa vào chế độ dân chủ tự do vẫn không đủ đảm bảo giáo dục được người dân. Khi chịu áp lực của quyền lực, liệu họ có khả năng chống đỡ mạnh mẽ, có thể kiên trì kiến giải độc lập và có thể làm con người có đạo đức? Chỉ dựa vào chế độ không đủ để thay đổi sự thật về nhân tính yếu mềm. Chỉ có niềm tin tín ngưỡng vững chắc mới là chỗ dựa cuối cùng của đạo đức. Nếu như có người thở dài khi có tới 82% số người trong cuộc thí nghiệm không vượt qua được trắc nghiệm đạo đức, có lẽ chúng ta nên thở dài tự hỏi tại sao có nhiều người đến vậy đã mất đi niềm tin và tín ngưỡng. Vậy nên để xây dựng một xã hội vừa có dũng khí và đạo đức là không thể tách rời khỏi tín ngưỡng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.